các em là tấm gương sáng xứng đáng được biểu dương với mong muốn trợ lực nâng bước học trò chăm ngoan học tốt nhân dịp khai giảng năm học mới. Sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức thực hiện chương trình trao học bổng Hồng Đức tiếp sức đến trường dành cho học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đây là hoạt động tiếp nối cho chương trình Hồng Đức tiếp sức mùa thi năm 2022, một trong những công tác cộng đồng được thực hiện thường niên của công ty hàng năm. Học bổng tiếp sức đến trường là hoạt động thường niên của công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức, tổ chức từ năm 2015 nhằm tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên trên con đường học vấn, theo đuổi ước mơ, xây dựng tương lai của chính mình. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức trao 120 suất học bổng đồng loạt tại 24 điểm trường trung học phổ thông thuộc thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Mỗi điểm trường, công ty trao tặng 5 suất học bổng cho 5 em học sinh có điểm thi cao nhất, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Món quà này là lời động viên khích lệ các em cố gắng hơn trên giảng đường đại học. Tại buổi trao học bổng, các em học sinh được tặng nón bảo hiểm và nghe các hướng dẫn viên lái xe an toàn của Hồng Đức phổ biến những kiến thức bổ ích về giao thông, hướng dẫn đội nón bảo hiểm đúng quy cách, tư thế ngồi xe máy an toàn khi tham gia giao thông, giúp các em có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực, có thể giúp tránh khỏi những nguy hiểm khi lưu thông và góp phần xây dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh an toàn. Thứ nhất có thể là đèn bị tắt. Học sinh lớp 12 toán.